cho cả nhà. Bây giờ nhà ngư đi thăm vườn trà, nên bây giờ nhà ngư phải đi mua lương thực để nhiều khi đi cá lại xong đói bất ngờ. Bánh ở đây á cũng ngon lắm á nha. Xuất phát nào. Có hải sâm và di cá, có bà nội nữa, nên cậu anh Chí đi chiếc xe to cho an toàn. Nơi đây thì người ta thường trồng trà, trồng chuối. Trên đường đi á, các bạn thấy không, có rất nhiều bảng chỉ dẫn vườn trà nào, hướng đi nào, nên rất là dễ đi. Dọc đường đi chúng ta còn được đi ngang qua những cái thác nước nữa, nhưng mà rất tiếc cạn hết nước rồi, không thấy nước đâu hết. Các bạn thấy không, ở đó có nguyên một cái bình trà bự trà bá đó. Tức là ở chỗ này nổi tiếng là về trà. Ở đây không khí rất là trong lành, mát mẻ, chủ yếu là đi thăm các vườn trà. Các bạn thấy không, tôi một ít người qua lại lắm. Chúng ta bắt đầu lên Tam Cung Miếu. Cả nhà thấy không, từ đây mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái miếu trên cao á. Thấy vậy chứ, cao và xa lắm á. Tới nơi rồi. Từ đây mà ngó xuống dưới á, là cái hồ hoa mai mà ngày hôm qua mình đã đi rồi. Tất cả những cái khu tham quan vui chơi ở đây là hoàn toàn miễn phí nha. Vào miếu mình cũng không phải tốn tiền mua vé gì hết. Ở đây rất đẹp, không khí rất là trong lành. Xin cảm ơn Tổ quốc bảo vệ ta từng ngày. Cảm ơn đấng sinh. Cả nhà có thấy không, cái hồ hoa mai dưới đó kìa. Con xin cảm ơn Pháp là
trong Tam Cung Miếu không có thấy thờ Phật. Tam Cung Miếu là giống như mình xem trong phim Tài Thiên Đại Thánh thì có thấy Thượng Lão Quân nữa. Ở đây giống phim kiếm hiệp lắm nha. Thích lắm, mà má thích ơi là thích luôn. Nơi đây có rất nhiều khách du lịch nhưng ít khách Việt Nam lắm. Ta
Ngư lần đầu tiên thấy luôn á. Nào về Tam Cung Miếu á là mình gọi vậy, nhưng ở bên này á